chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái số khung số máy con xe i10 nằm chỗ nào nha. Đây. Đây số máy nó sẽ nằm ở vị trí này nha. Xem anh em. Đây nè. Đó, G4 là đó, đó là số máy nha. Ở đây số khung là từ là số khung nó sẽ nằm ở ghế phụ nha mọi người. Đây nằm ghế phụ, các bạn dỡ cái miếng dễ lên sẽ thấy cái số số khung nó nằm ở vị trí này. Ok, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách mà để lấy số khung và số máy của xe nha. Các bạn mua ra ngoài nhà sách thì bạn mua một cái tờ giấy, mình nó gọi là tờ giấy scan, giấy scan thì cái mặt trước nó là không màu trắng nè, mặt sau đó các bạn mà lột cái miếng vàng ra có thể dán lại, dán được vô cái số đó rồi các bạn thì bút chì đây như vậy, các bạn dán vô, các bạn mở ra các bạn dán vô. Đó, các bạn canh sao mà cắt vừa cái dãy số này các bạn dán nó mới dễ. À, các bạn lưu ý là phải cắt sao cho nó vừa nha, nó dài quá cũng khó, rất là khó dán. Đó, các bạn dán lên. Đó, cái giấy này là cái loại giấy scan này là giấy chuyên dùng để lấy số khung số máy xe máy cả và số ô tô luôn. Đó, sau khi bạn dán lên, các bạn bút chì cà như vậy lên, nó sẽ hiện lên cái số. Đây, các bạn thấy rõ không? Đó, M A nè, L nè, bạn cà nhẹ thôi nha. Các bạn thấy rõ là được. Cà mạnh quá thì nó rất là dễ rách. Đó, các bạn cứ cà từ từ nó sẽ xuất hiện lên. Thì cái loại giấy scan này nó là các bạn ra tiệm bán văn phòng phẩm á, hoặc là nhà sách thì rất là dễ mua được, giá cũng rẻ thôi, 2.000 một tờ. Các bạn có thể xài, có thể cà được nhiều số khung số máy luôn. Làm cách này là để tiết kiệm nhất. Nếu như bạn đang mấy chỗ của ông ai chuyên làm những số hay là mấy cò trước mấy cơ quan mà làm giấy tờ xe á, thì phí nó cũng phải cỡ 200.000. Còn cái này bạn mua có 2 ngày thôi. Xài Vivo. Đấy, nó hiện ra rất rõ nè. MALA741CAHM1232855, các bạn thấy rõ số là được nha. Không cần cài mạnh lắm đâu. Rồi các bạn gỡ ra thì là xong. Đối với số máy thì cũng vậy thôi. Máy này các bạn cũng dán như vậy rồi các bạn nha. Cà thôi. Mình dán số khung, lấy số khung xong rồi chuyển qua lấy số xơi máy nha. Mình cắt một tờ giấy cỡ vậy. Các bạn đo cái số cái khung nó từ đâu đến đâu, các bạn cắt một tờ giấy cỡ vậy. Do là cái số khung số máy này nó nằm ở trong nên thời gian nó anh em chạy xe thời gian dài nó sẽ dơ, anh em dùng cái khăn ướt anh em lau cho sạch, lau sơ qua cho sạch lại để anh em tô lên á thì nó chất lượng nó sẽ được tốt hơn nha. Đó, khăn ướt lau sạch
rồi bây giờ anh em chỉ cần thì chán vô rồi cà và rút kỳ cà thôi, nó cũng giống như anh em cà số khung nữa, đơn giản thôi. Số khung thì để nó dễ làm hơn phần số máy nha mọi người. Số máy rất là mọi các bạn phải khéo léo đưa từ tay vô các bạn tô mới được. Cái phần số khung số máy này để gửi ra hai phòng để rút hồ sơ gốc, lúc đó mình đưa vào đây thì mình mới đi sang tên được nha. Rồi clip hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách mà lấy khung số máy đơn giản thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bạn tìm kiếm kênh mình bằng cách sau đây nha. Mở ứng dụng YouTube, ở ô tìm kiếm các bạn gõ vào từ khóa Hà Hà TV trong ngoặc kép và sau đó nhấn Enter. Các bạn sẽ thấy hình ảnh của mình mặc áo trắng đội nón cam. Các bạn nhấn vào chữ đăng ký và bật cái chuông bên cạnh, chọn tất cả. Hoặc các bạn có thể tìm từ khóa Hà Hà TV Taxi và sau đó nhấn Enter. Nó cũng sẽ hiện lên mấy clip của mình. Các bạn nhấn vào một clip bất kỳ và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha.